Chào mừng các em đến với kênh Helium. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em tới lớp 8 sách chương trời sáng tạo. Chúng xem bài giảng Helium để các em có dễ hiểu. Các em sẽ bấm click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 5 chương 3 hành chữ nhật hình vuông. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 4 trang 87 phần bài tập câu số 1. Giờ cho hình 10 số 14 tìm biết. Mình sẽ quan sát hình 14. Ở đây mình sẽ có tam giác ABC vuông tại A. Thì mình sẽ có là AB bằng 6 cm, AC bằng 8 cm. Bây giờ mình sẽ đi tìm x, có nghĩa là tìm AM. Như vậy là mình sẽ áp dụng định lý Pythago để mình tìm cạnh BC trước đó. Giờ như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Mình sẽ áp dụng định lý Pythago. Vào tam giác ABC vuông tại ta có như vậy, mình sẽ có bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Như vậy BC bình phương sẽ bằng AB bình phương cộng cho AC bình phương. AB là 6, như là 6 bình phương. AC là 8, 8 bình phương. 6 bình phương là 48, 8 bình phương là 64. 6 bình phương là 36 nha. 8 bình phương là 64, 36 cộng 64 là 100. 109 là 10 bình phương. Như vậy ở đây mình suy ra là BC bằng 10 cm, đúng không? Giờ tiếp theo, như gì mình có tam giác ABC vuông tại A, mình sẽ có AM chính là đường trung tuyến, M là trung điểm, BC như vậy AM là đường trung tuyến ứng vướng. Như vậy trong tam giác vuông có đường trung tuyến ở cạnh quyền thì sẽ bằng nửa cạnh quyền, có nghĩa là AM sẽ bằng nửa BC, đúng này. Như vậy là xét tam giác ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến ứng cạnh quyền. Nên kết luận là AM sẽ bằng nửa cạnh quyền BC. Ở đây mình sẽ để là AM bằng 1 phần 2 của BC cũng được nha. Đúng nè. Các em nhớ là trong tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh quyền sẽ bằng nửa cạnh quyền. Như vậy mình do đó mình kết luận là x sẽ bằng AM bằng 1 phần 2 của BC. Một phần 2 nhân cho 10. Như vậy sẽ bằng 5 cm, đúng này. Như vậy kết quả cuối cùng x sẽ bằng 5 cm. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài, các em click video thì các em hiểu bài.
Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 cho hình số 15. Người ta yêu cầu mình vẽ khiêm điểm B phở để tứ giác AMPQ là hình chữ nhật. Như mình sẽ quan sát hình 15. Đây hình 15 hình này. Như ở đây người ta yêu cầu mình sẽ vẽ khiêm một điểm B phở để được hình chữ nhật. AM. Như mình sẽ được hình chữ nhật là MN B phở Q. MN B phở Q. Như vậy các em nhớ là hình chữ nhật là hình có một góc vuông và có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Như vậy là cách vẽ các em sẽ lấy điểm B phở đối xứng với điểm M qua H. Như mình sẽ kéo dài MH, mình đo MH bằng bao nhiêu thì mình sẽ lấy HB phở bấy nhiêu. Thì có nghĩa là B phở và M sẽ đối xứng nhau qua H. Sau đó mình được B phở mình nối lại, mình sẽ được cái hình này, trong này. Như vậy các em sẽ lấy điểm B phở đối xứng với M qua H. Giờ các em sẽ nối lại nó B với H, B, Q và B, N thì mình sẽ được cái hình này, đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 các em hiểu bài, cái sao bấm hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 cho tam giác ABC có đường cao AH. Gọi Y là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng của H và Y. Gọi MN lần lượt là trung điểm của HCCE, các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K. Giờ trước hết các em sẽ vẽ hình tam giác ABC trước này. Vẽ đường cao AH này. Như chỗ này sẽ là vuông góc. Y là trung điểm của HE, có nghĩa là HI bằng HE. Y là trung điểm của AC, để bài nói Y là trung điểm AC có nghĩa là IE bằng IC, đúng này. Người ta nói E là điểm đối xứng của H qua Y có nghĩa là H IH bằng IE luôn. MN lần lượt là trung điểm của HC, M là trung điểm HC hai đoạn này bằng nhiêu? N là trung điểm của EC hai đoạn này bằng nhiêu? Các đoạn thẳng CM, AM, AN và HE cắt HE tại điểm G hoặc K. Như vậy các em sẽ vẽ hình này vô. Các em sẽ vẽ tam giác ABC, vẽ đường keo AH. Giờ sau đó Y là trung điểm của AC, chấm điểm xác định trung điểm của AC chấm một điểm đặt tên là Y. Giờ E đối xứng điểm E đối xứng với H và Y có nghĩa mình sẽ đo HI bao nhiêu đó, các em kéo dài và mình sẽ đo đúng bằng HI với là HI sẽ bằng nhau, đúng này. Kéo dài HI ra mình sẽ đo xem HI bao nhiêu thì mình sẽ lấy điểm HE bằng bấy nhiêu. Giờ các em sẽ nói AE, EC là giờ xác định M là trung điểm của HC, N là trung điểm của EC. Giờ nói là thì mình sẽ có là AM cắt HE tại G, AN cắt HE tại K, đúng này. Các em vẽ hình xong mình sẽ chứng minh là AHCE là hình chữ nhật. AHCE là hình chữ nhật. Như vậy ở đề bài khi mình thấy người ta đề bài cho là Y là trung điểm của AC. Tiếp theo người ta đề bài cho là E là điểm đối xứng của H và Y, có nghĩa Y cũng là trung điểm của HE. Như vậy Y là giao điểm của hai đường chéo. Như vậy Y là trung điểm của hai đường chéo thì hình AHCE là hình bình hạnh. Mình có góc này vuông nữa. Hình bình hạnh có một góc vuông chính là hình chữ nhật. Đúng này. Như vậy mình sẽ chứng minh câu E trước nha. Như vậy là mình sẽ làm câu E trước. Như vậy ta có đề bài cho là Y là trung điểm AC. Và mình sẽ có là E là điểm đối xứng của H và Y.
E là điểm đối xứng. E là điểm đối xứng của vấn H và Y. Chỗ này C là Y là trung điểm HE. Như vậy mình sẽ có Y là trung điểm của AC và Y là trung điểm của HE luôn. Như vậy tứ giác AHCE có hai đường chéo. AC và HE cách nhau tại trung điểm B. Nên mình kết luận là AHC là hình bình hạch. Đúng này. Giờ như là hình bình hạch thì mình chứng minh khi một góc vuông nữa. Ta có AH là đường cao có nghĩa là cái góc này sẽ là góc vuông. Đúng này. Lại có góc AHC bằng 90 độ. Chính là góc vuông, đúng rồi. Do AH là đường kẹp. Nên mình kết luận là AHC là hình chữ nhật. Đúng này. Như mình đã làm xong câu A, mình sẽ làm câu B. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Câu B thì người ta kêu mình chứng minh là HG bằng GK bằng KE. Như vậy ở đây mình sẽ xét tam giác AHC. Tam giác AHC thì mình có là AM là đường trung tuyến, HI cũng là đường trung tuyến. Cách nhau tại G có nghĩa là G sẽ là trọng tâm của tam giác AHC. Như vậy có nghĩa là HG bằng 2 phần 3 HI và GI sẽ bằng 1 phần 3 của HI. Tương tự thì mình sẽ có là AN, mình sẽ xét tam giác A, EC, mình sẽ có là hai đường trung tuyến AN và EI cách nhau tại K, K sẽ là trọng tâm, đúng không? Như vậy lúc đó mình sẽ có là KE bằng 2 phần 3 và KI bằng 1 phần 3. Như vậy là 2 phần 3, 2 phần 3 mà Y là trung điểm của HE có nghĩa IH bằng IE, có nghĩa là 2 phần 3 này cũng bằng 2 phần 3 này. Ở đây 1 phần 3, 1 phần 3 cộng là có bằng 2 phần 3, như vậy 3 phần này sẽ bằng nhau không? Đúng không? Như vậy câu này kèm sẽ chứng minh như sao? Như vậy xét tam giác AHC có AM và HI là hai đường trung tuyến. Cách nhau tại G. Nên G sẽ là trọng tâm. Của tam giác EHC CG
Như mình sẽ có là trọng tâm thì mình sẽ có là HG sẽ bằng 2 phần 3 của HI. HG bằng 2 phần 3 HI. Và mình sẽ có là IG bằng 1 phần 3 của HI. Tương tự mình sẽ xét tam giác AEC. Xét tam giác AEC. Thì mình cũng có hai đường trung tuyến, chính là AN và EI. AN và EI là hai đường trung tuyến khác nhau tại tại kẻ. Nên mình kết luận sẽ K sẽ là trọng tâm của tam giác. AEC CG. Như vậy mình sẽ CG là EK bằng 2 phần 3 của EI và KI cũng bằng 1 phần 3 của EI. Như vậy EK sẽ bằng 2 phần 3 EI và IK sẽ bằng 1 phần 3 của EI. Đúng rồi. Mà mình sẽ có Y là trung điểm của HE, có nghĩa là HI sẽ bằng IE. Đúng rồi. Như là có nghĩa là HI và EI này bằng nha. Mà mình có là HI bằng EI. Đúng nè. Mình đã chứng minh ở phía trên nha. Đúng nè. Y là trung điểm của HE. Có nghĩa là HI sẽ bằng EI. Như vậy CE là cái này sẽ bằng cái này. CG là HG sẽ bằng EK. Và mình sẽ lấy hai cái này cộng lại. IG và IK cộng lại sẽ bằng gì? IG cộng IK chính là GK. Đúng rồi. Như vậy GK sẽ bằng IG cộng IK. Như vậy là HI và EI sẽ bằng nhau, như là 1 phần 3 cộng 1 phần 3 thì sẽ bằng 2 phần 3 thôi. Đúng rồi. Như là 1 phần 3 HI cộng cho 1 phần 3. Giờ EI thì cũng chỉ EI với là HI giống nhau thôi. Nhìn EI này mình thấy bằng HI luôn. 1 phần 3 HI cộng 1 phần 3 HI chính là 2 phần 3 HI. Giờ 2 phần 3 HI cũng chính là HG, có nghĩa là GK cũng bằng HG luôn. Đúng nè. Như vậy mình kết luận là ba đoạn đó sẽ bằng nhau. Vậy. HG sẽ bằng EK qua bằng GK luôn. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiệu bài, kem sẽ bóng khích viên, đều phải biết kem hiệu bài nha.
Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Để sẽ còn hai bài tập, thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì hiệu quả khích chia sẻ cho một bài cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hải Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt em nha.